Chia sẻ kỹ năng phỏng vấn thông minh cho mọi ngành nghề. 9 lời khuyên trước khi đi phỏng vấn. Trước khi đi phỏng vấn, bạn nên dành thời gian cho những việc như sau. 1. Tìm hiểu về doanh nghiệp bạn đang ứng tuyển. Việc tìm hiểu về các thông tin liên quan tới công ty bạn sắp tham gia phỏng vấn là một điều cần thiết để trở nên tự tin và bớt hồi hộp hơn. Bạn hãy truy cập vào trang web của doanh nghiệp, đọc qua những bài post của họ trên Facebook, Instagram, rồi gắn kết mục tiêu của bạn với sứ mệnh, tầm nhìn của công ty đó trong tương lai. Nhiều khi kỹ năng không phải là ưu tiên số 1 để các doanh nghiệp tuyển chọn người tài, sự phù hợp với vị trí cần tuyển mới là điều quan trọng hơn cả. 2. Tập trả lời một số câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn. Có một số câu hỏi chắc chắn sẽ có mặt trong buổi interview như sau. Bạn hãy nói qua một chút về bản thân mình. Tại sao bạn lại hứng thú với vị trí tuyển dụng này? Khi bạn ứng biến nhanh với các câu hỏi, bạn đang thể hiện mình là một người có khả năng xử lý và xoay chuyển các tình huống bất ngờ một cách nhanh chóng. 3. Đọc lại bản mô tả công việc. Vì doanh nghiệp muốn tuyển người phù hợp cho vị trí trống, họ chắc chắn sẽ nhìn nhận xem bạn đáp ứng đủ các yêu cầu nào mà họ đã liệt kê trong bản mô tả công việc. Việc đọc lại kỹ những thông tin này và gắn kết những điều bạn có thể đáp ứng được là cần thiết để gây ấn tượng cho các HR. 4. Sử dụng phương pháp STAR để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Phương pháp STAR bao gồm Situation, tình huống, Task, nhiệm vụ, Action, hành động và Resolve, kết quả. Nó tương ứng với cách mà bạn trả lời cho một câu hỏi hóc búa trong buổi interview. Ví dụ, khi nhà tuyển dụng hỏi bạn, bạn đã từng gặp thử thách gì ở vị trí công việc cũ? Rất nhiều bạn lúng túng với câu hỏi này. Một cách đơn giản, bạn chỉ cần vận dụng phương pháp STAR để xua tan nỗi lo. Đầu tiên, bạn nêu ra tình huống mà bạn cho là khó khăn ở công ty cũ, S. Tiếp đó, bạn liệt kê những nhiệm vụ, T. Và giải pháp bạn thực hiện để xử lý những nhiệm vụ trên, A. Cuối cùng, những hành động của bạn đã đem lại kết quả như thế nào đối với nhiệm vụ được giao, R. 5. Tập luyện trước với người quen. Rõ ràng, việc đối đáp trực tiếp sẽ giúp bạn đỡ bỡ ngỡ hơn khi bước vào vòng phỏng vấn thực tế. Bạn có thể tập luyện trước với người quen như bạn bè, gia đình, người thân để chuẩn bị tâm thế trước khi chính thức lên giảng.